tôi thách chấm mọi thứ với mắm tôm, coi cái món nào sẽ ngon hơn nha. Đầu tiên là đậu rồng. Tiếp theo là thái bằng. Oh no. Oh no. Hơi chát. Lần nào này ăn đúng chát luôn mọi người. Rồi để cho đỡ cái vị chát thì mình dứt trái nho nha. Ngon quá, dứt thêm trái nho nữa nha. Ngồi chấm dưới mắm ruốc này thật ngon tuyệt vời. Chắc này dứt thêm nhiều chút. Ăn hồi cái bé đó đắng. Để cân bằng vị đắng thì mình chấm với dưa hấu. Cuối cùng ăn dưới nho và dưới đậu rồng là ngon nhất.